Chào mừng tất cả mọi người trở lại với shop Beta HCM 2 ha. Thì hôm nay em dẫn lên chương trình cho anh em là mua một được miễn ship và được tặng trống nha anh em. Hôm nay thì nói chung là vì là cái máy nó còn khá là tơ nên tặng đây, em muốn tặng là tặng cho xứng đáng đó, nên em sẽ tặng trống nha anh em đó. Thì máy tơ nó cũng không đủ màu đâu tới đâu hết, và trống hôm nay em tặng là em tặng cho anh em dòng Fancy Copper nha đó. Nên anh em nào thích thì có thể nhận cái ưu đãi này ha đó. Tại vì có những cái dòng á, như là ví dụ như ở đây á là máy Red Fancy á, thì em vẫn còn cho anh em tặng cho anh em số lượng tặng cho anh em được ha. Còn cái dòng Red Galaxy á, thì máy gần như là còn ít, thì để em bán lẻ thôi nha anh em. Nên em sẽ tặng cho anh em là những cái dòng máy như là Red Fancy em tặng được, Yellow Fancy em tặng được rồi, và nếu anh em không nhận máy thì em sẽ tặng cho anh em dòng trống Fancy Copper, thì gồm có Fancy Copper Cam và Fancy Copper Red ha. Nói chung nếu anh em chơi thì mình tặng trống nó sẽ lợi hơn, vì đa số giá trị con trống nó sẽ ngon hơn anh em. Thì cá tặng form anh em yên tâm là bao form cho anh em luôn ha. Tại vì anh em thấy những cái dòng Fancy em một khi em đã làm thì em phải chú trọng cái form rất là nhiều ha. Thì những cái mã đầu tiên á, từ mã số 1 cho tới mã số hôm nay em lên tới 23 mã số lần, thì từ mã số 1 cho tới mã số 21 là những con bán lẻ ha anh em. Đó, cá thì em bán một con duy nhất bên ngoài. Còn combo số 23 với 21, 22 và 23 thì là bán combo 3 con. Còn đây là những con cá lẻ nha anh em. Ví dụ như anh em mua số 2 là một con bên ngoài là 150k miễn ship và tặng cho anh em một con trống Fancy Copper. Đó, thì những cái ở đầu clip hôm nay em lên rất là nhiều dòng cá, thì ở đầu clip á em sẽ lên những con Fancy và Fancy Copper, rồi ở giữa clip sẽ là những con coi Red Galaxy, rồi tiếp theo đó là gần cuối là những con Yellow Copper, và cuối cùng là những combo ha anh em. Thì con những anh em lưu ý đối với những cái dòng Fancy á, thì size nó sẽ tầm kích thước á, nó tầm 2.8 tới 3.2 thôi nha anh em, không có bự đấy anh em. Dòng này là bán sớm nên không có bự. Nó còn những con coi nó sẽ bự hơn một xíu, ở tầm 3.5, 3.3 tới 3.5. Ở kích thước ở đây là luôn đuôi. Ví dụ như con số 3 này là size nhỏ nha. Anh em lưu ý con số 3 này, con Yellow này size nhỏ. Đó, còn bung nữa. Đó, Yellow thì máy còn nhiều máy đẹp đó anh em. Anh em thích thì có thể chọn những con máy cũng được, hoặc là em tặng trống thì tùy anh em ha. Rồi, anh em lưu ý là có những dòng em còn máy thì em tặng cho anh em được, còn những dòng không có thì anh em nhận trống nha. Nói chung là nhận trống thì về ngon lắm, chân rất là lời. Tại vì những con trống thì giá trị cũng khoảng từ 80 tới 100 không anh em, không có dưới đâu. Cái anh em ví dụ như mình không có nhận á thì đơn hàng nó vẫn như vậy nha anh em, chứ không có em nói là 80 tới 100 thì anh em nói tôi không nhận trống thì bớt lấy trừ lại 100 thì không được nha anh em. Đó. Rồi mã số 4. Thì con này là con Fancy Copper ha anh em. Đó, Red Fancy Copper rất là đẹp. Thì cái con đó là máu là có máu Red Fancy và máu Copper nữa, thì là 50-50. Thật chất không phải con đó 50-50 anh em, con đó là 25-75 anh em. Đó, thì ra cái con đó thì con đó là số 4 đó là nó size tầm 3.3 thôi, 3.2 3.3 size nhỏ. Đó, form rất gắt. Còn mã số 5 này là con này là Red Fancy Copper 100% ha. Đó. Thì em thấy anh ít cũng ít anh em lên dòng Fancy Copper, thì em cũng có làm một ít để lên phục vụ cho anh em. Thì cái dòng này là cái dòng của Việt Nam mình, người Việt Nam mình lai tạo ra nha anh em. Đó. Thì những cái dòng cá mà mình trước đây mình nhập về từ Thái, và thằng đây con số 6 này cũng là Fancy Copper size tầm 3.2 anh em ha. Thì như mình nhập về những con coi Galaxy anh em, rồi hoặc là những con Red Fancy á, đều bản chất cái màu rất là đẹp, tuy nhiên cái form nó không có đẹp. Thì Việt Nam mình làm cái dòng Fancy Copper này rất là nổi tiếng nên cái form rất là đẹp nha anh em, và mình mới bắt đầu là cho nó ép line với nhau rồi nhiều đời để mà cải thiện cái bộ form để ra được những cái con gần như là thuần Nemo bây giờ, hoặc là những con coi Red Galaxy. Red thì không có nhiều nha, chủ yếu là Nemo. Thì những con Nemo thuần bây giờ là có rất là nhiều anh em sẽ có pha cái máu Copper vô, nhưng mà nó rất lâu đời trước rồi anh em ha.
thì mới sửa được cái bộ form như vậy nha. Đó. Thì bởi vậy tại sao mà khi mà mình nhập con cá giống ở thằng Thái á, màu rất là đẹp, thì em không đánh đồng sẽ có những con form rất là ok, nhưng mà tuy nhiên cá thằng Thái á, nếu mà xét về bộ form so với Việt Nam thì thua xa. Đó. Mình chỉ lấy được cái bộ màu của nó, màu nó thực sự rất là đậm. Đó. Mình lấy bộ màu của nó về mình sửa form, rồi thằng cái số lượng mà thật ra mình Việt Nam mình xuất cho nước ngoài, xuất cho ngược lại thằng Thái nó còn xuất lại nước ngoài còn nhiều hơn là mình nhập nữa nha anh em. Đó, tại vì mình về mình sửa form thì form mình rất là đẹp. Đó, và bộ màu mình cũng lấy được cỡ 80% của thằng Thái nữa, thì con cá mình rất là đẹp hơn so với thằng Thái. Đó, còn Thái nhập về thì được cái là màu nó đẹp hơn của mình thôi. Rồi, qua mã số 8 thì con này cũng là con Refrancy. Thì con này á thì tùy con anh em, có những con Refrancy em nói nhỏ thôi, còn có những con nó cũng bự bự á, cũng phải từ nói chung là từ 2.8 dao động tới 3.5 là luôn đuôi. Thì ví dụ như con số 8 này thì con này nó tầm 3.3 anh em, 3.3 3.4 á. Con này nó còn bung nữa nha, con này nó cho nó ăn no, nó còn bung nữa nên cái bụng nó hơi bự, còn bung nữa chứ không phải là cái bộ hình như thế này đâu anh em, nó còn kinh khủng lắm. Con này thì lột khá là sạch sẽ luôn ha. Thì máy red với lại máy yellow bây giờ còn rất là đẹp, máy red fancy, red yellow còn rất là đẹp. Nếu mà anh em ấy muốn nhận máy thì em cũng tặng cho anh em máy, còn anh em muốn nhận chống fancy copper thì em tặng cho anh em fancy copper ha. Còn riêng cái dòng coi á, riêng cái dòng coi thì máy em hổm tặng rất là nhiều anh em, nên gần như là máy nó cũng còn ít đó, nên em chủ yếu là em để lại em bán ha. Rồi nên anh em thông cảm, em chỉ tặng cho anh em được chống thôi. Nói chung là lòng em thì có nhiều, nhưng mà cá thì nhiều khi tặng ra nhiều quá thì nó cũng hết anh em. Đó, nó còn rất là nhỏ, nó tơ, nên tặng thì muốn tặng thì phải tặng cho đáng. Đó, tặng phải không phải là cho đáng nhưng mà cũng phải coi cho được đó, chứ không phải là bóc cá không có màu hay gì tặng anh em thì cũng kỳ đó, nên em quyết định là thôi tặng mấy con trống đi đó. Mặc dù mấy con trống thì em bán lẻ thì cũng cỡ từ 80 cho tới 100 trở lên. Rồi mã số 9 này con Refrancy luôn ha, star 2 lớp. Rồi mã số 10, con này size bự nè anh em, con này size 3.5 nha. Đó, lột sạch con này anh em nhìn á, anh em nhìn sơ qua. Nói chung nếu mà anh em mày mới chơi thì nhìn sẽ không biết con nào là fancy và con nào là copper, coi fancy copper và con nào là có máu copper. Như con này á, nhiều anh em nhìn sơ qua cũng sẽ có anh em nói là fancy và cũng sẽ anh em nói là không, con này là ánh copper, nhưng mà bản chất con này là 25 copper và 75 fancy nha anh em. Có thể là nhiều anh em mà làm á, nhiều anh em làm sẽ chuyên cái dòng này sẽ ít khi nào mà chia sẻ và nói cho anh em biết ha, để làm ra được một bộ màu. Bây giờ anh em thấy á, cũng một bộ red fancy thôi nhưng mà rất là nhiều bộ màu khác nhau, chứ không phải đơn thuần là ai cũng làm giống ai ha. Và tại sao có những con red người ta cái bộ màu nó sẽ đậm hơn cái con red của người khác, thì nó cũng có cái bí quyết riêng nha anh em ha, mà nhiều khi người ta sẽ không nói hết cho anh em biết được ha. Đó, rồi mã số 11 thì con này là con coi Red Galaxy. Thì con này nó tầm 3.3 xăng luôn đuôi, thì bé này vẫy rất là nhuyễn nha, lên tay bơi luôn nha anh em, hàng đẹp nha, con này là hàng giống cho anh em chơi luôn. Đó, nói chung là đợt trước là cũng máy là ở trong bầy là em bán thủy sinh một mớ, rồi là tơ tơ là em tuyển ra là em bán thủy sinh, thì xong rồi cũng tuyển lại mấy con máy mà để mà đính bán lẻ thì cũng được một mớ á. Rồi thì gần đây thì nói chung là lên bao nhiêu clip thì tặng anh em bao nhiêu con thì được anh em ủng hộ rất là nhiều, nên tặng nói chung là lấy máy, nói chung là tặng gần như là mấy máy bán tặng hết cho anh em luôn á, nên máy có nhiều anh em sẽ nhận con cá rất là ok luôn. Ví dụ như là mua anh em nhiều khi mua một con 150 thôi thì nói anh em thấy 150 thấy nhiều khi nó cao, nhưng mà ở đây là em miễn ship cho anh em thứ nhất, thứ hai và được tặng cho anh em con mấy lần trước là tặng cho anh em con máy đó, và con máy chất lượng luôn nha anh em. Có nhiều anh em mua con trống 150 luôn ship á nha, thì chạy như nó 120 thôi, nhưng mà giá trị con máy nhận được á là có con là tầm 200 luôn đó,
chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà em nói là cũng cũng tùy anh em hên xui nhận được, chứ không phải là anh em nào cũng nhận như vậy ha. Rồi bãi số 13 thì con này là 100-200k, con này size nhỏ nha anh em, 3.3 thân thôi. Thì đối với em á, dòng coi á mà em thấy dưới 3.5 thì em thấy là nó là em nói nhỏ, thì thường em là bán dòng coi bự không à. Đó. Tuy nhiên ở đây là nhỏ so với em nói em bán thôi, còn ở đây đủ kích thước để cho anh em sinh sản. Cá này nó khoảng 4 tháng rồi anh em. Ở đây á, những con ngoài, những con fancy ra, những con coi từ 4 tháng ăn lên không con nào dưới 4 tháng hết trơn á. À, không con nào không con nào dưới không, nói 4 tháng thì không đúng, không con nào dưới 3 tháng rưỡi hết. Đó. Còn tại vì cái dòng coi làm lâu lên màu lắm anh em. Rồi mã số 14, con này 3.5 xăng, con này hàng đẹp nha. Con này hàng đẹp nha. Đó, con này là một kỳ cam, một kỳ đỏ. Đó, lem luôn, rất là đẹp. Vảy thì vảy mãng sita, đuôi sita, vảy vừa mãng vừa nhuyễn, quá độc anh em. Con này chỉ có 300k thôi. Hàng này là hàng giống nha anh em. Có nhiều anh em hỏi em là có hàng nào đẹp hơn nữa không? À, giá cao hơn nữa không? Thì anh muốn mua cá VIP. Ở đây á, con cá VIP ở đây á, nhiều khi là không phải anh em bỏ ra một số tiền lớn, 5-700 ngàn cũng có dòng cá đó. Anh em bỏ ra 5-700 ngàn anh em mới có một con cá VIP. Tại vì tùy vào những người bán khác nhau thì nó sẽ có giá trị khác nhau. Đó, đó nên ở đây nhiều khi anh em mua con cá ở đây 300 của em, cũng có thể những người khác người ta bán cao hơn em, ví dụ 400, ví dụ như vậy. Đó, thì con cá em cũng chất lượng như vậy luôn nha anh em. Hoặc cũng có những anh em khác bán rẻ hơn em không chừng. Đó, thì anh em thấy hình thích ở đâu và thì mình thấy con cá đó đẹp và ưng ý, mình thấy nó là cá VIP thì mình chơi ha. Rồi, thì ở đây á là ngoài mua cá ra thì mình còn ngoài mua cái em muốn bán cho anh em đó, ngoài còn phải là sản phẩm con cá không mà là còn sự uy tín của em nữa. Ví dụ như anh em mua con cá bên em, con cá mà có bệnh có chết, em hoàn tiền, sẵn sàng hoàn tiền liền cho anh em. Đó, ví dụ như mà con cá nhận nhưng mà con cá yếu là anh ơi anh dưỡng lại giúp em 2 ngày, nếu 2 ngày mà anh em mà dưỡng không có hết em cũng hoàn tiền cho anh em luôn đó. Tại vì mình gửi đi 100 đơn thì ví dụ như cũng phải dính 1-2 đơn đúng không anh em đó, chứ quan trọng là cái cách mình xử lý cho khách hàng như thế nào để khách hàng yên tâm đó, để mà không mất tiền. Nên bình thường nha anh em, em cứ yên tâm mà đặt hàng. Còn mã số 15 này là con 250k vảy nhuyễn. Con này size cũng trung thôi, tầm 3.3 xăng thôi, còn lên màu nữa và còn bung size nữa ha. Mấy con này mà anh em dưỡng lên tầm 3.6 tới 3.7 là nó khủng khiếp lắm nha. Nói chung là cá đẹp thì em sẽ bán cho anh em giá cao, còn cá mà bình thường thì em nhiều đợt em cũng bán rất là mềm mềm cho anh em ha. Đó, sẵn sàng có những cái combo em bán rất là rẻ luôn. Thì một lát anh em sẽ coi những cái combo đó ha. Rồi mã số 16 thì con này là con yellow copper, con này màu tươi nha, 3.5 xăng đó. Thì cái bộ màu này hình như thấy gần đây anh em nhiều anh em yêu thích, tại vì có nhiều anh em thích mảng đen thôi nha anh em, nhưng mà với em làm con yellow copper phải có đen, có đen thì cái màu đàn nó mới đậm. Nếu mà anh em làm không có màu đen thì em bảo với đảm với anh em luôn, cái màu vàng ít khi nào mà đậm bằng cái con cá mà có một cái gen màu đen. Và em lưu ý với anh em nha, con cá có màu đen không có ai gọi là nhiễm hết ha. Những người mà nói nhiễm là không đúng đó, em không phải là em nhắc đi nhắc lại để mà đưa cái sai của người khác ra để em nói này kia, không phải. Nhưng mà để cho anh em biết là con cá có màu đen là bản chất cái dòng coi hay là dòng fancy đều có màu đen đó, nó để cho anh em biết đâu là cái hợp lý và cái không đúng ha. Đó, để nhiều anh em mới chơi thì thấy anh thích con màu đen thiệt đó, nhưng mà sao anh nghe người ta nói là màu đen là nhiễm rồi mất giá trị, không phải ha. Và ở đây mình thích con cá, mình chơi con cá như thế nào là giá trị và đẹp, thì em thấy á, theo em á, quan điểm của em, con cá mà đẹp mà giá trị là ở cái sở thích của anh em và cái anh em, ví dụ như anh em quý con cá đó, anh em thấy là con này màu đen nhưng mà tôi thích, hoặc là con này tôi làm ra. Mặc dù á, ví dụ như người khác bán con này mà 100k thôi, nhưng mà con cá này tôi mới ép đợt đầu, tôi làm ra nó từ nuôi nó từ nhỏ lớn, nhiều khi người khác trả anh em 200k anh em cũng không bán rồi đúng không anh em đó. Nên cái giá trị con cá là nằm ở mỗi người á, và cái sở thích của mỗi người khác nhau anh em, chứ mình đừng có nghe ai nói ví dụ như con cá này không đẹp
thì cái thôi mình không chơi, mà trong khi mình thích nó quá, đâu có đúng không anh em? Tự nhiên sở thích của mình mà mình nghe theo người khác thì nó không hợp lý ha. Thì con mã số 18 này cũng là con coi Zalo Copper, cái con này 3.5 xăng. Nó màu còn chưa đủ nha anh em, 3.5 rồi đó, anh em nuôi thêm này thì nó còn đủ màu nữa nha. Rồi mã số 19. Ví dụ như nãy anh em thích những con màu vàng trắng ha, màu vàng trắng, thì em lại em cũng thích những con màu đen này, nó cũng đâu phải là thua kém gì đâu anh em. Nó còn đều có nét riêng của nó. Thì con này nhiều anh em còn gọi là con Black Yellow nữa kìa. Đó. Nói chung là nó cũng là trong bài coi Zalo ra thôi, coi Zalo Copper ra thôi, mà nhiều anh em chế biến tên đủ hết á. Rồi con này là 3.6 3.7 xăng nha, xe bự nha, còn lên màu nữa nha. Thì cái dòng này á thì em còn máy, cũng còn máy số ít thôi, nên anh em nào muốn mua máy thì có thể liên hệ em sẽ gửi mẫu máy qua cho anh em chọn ha. Tại vì số lượng ít nên em không có thể mà tặng cho anh em được. Em sẽ tặng cho anh em những con Fancy Copper nha. Đó, thì em có nói rõ trong clip hôm nay là tặng trắng cho anh em luôn. Đó. Chung là cái đám Zalo này thì em lên không có được nhiều. Đó, cho hỏm thì lên là tầm được có 100 mấy chục con à. Thì bán thì cũng gần như là hết rồi. Đó, gần như là hết rồi. Thì gần như là hết, thì nói chung là máy á, tặng cho anh em nhiều quá nên giờ còn số ít thôi. Thì để có thể là em bán lẻ lại, tại vì trống nó còn nhiều hơn máy. Nếu mà tặng thì mới mốt thì những anh em khác mà muốn mua máy thì không có. Đó. Rồi mã số 20 thì con này 150k ha. Rồi mã số 21. Con này mấy con coi Zalo này xe bự bự nha anh em, từ 3.5 tới 3.7 xăng không á. Rồi 21 này chắc cũng có 3.7 xăng, con này 200k. Con này thì màu tươi, để tùy anh em ha. Anh em thích mảng đen nhiều thì bắt mảng đen, nhiều khi anh em thích mảng trắng thì sao, đúng không? Đó, nên tùy sở thích mỗi người. Con này còn lên màu nữa nha anh em. Thì nếu mà anh em mua máy coi Zalo thì em sẽ tính anh em tầm 100k thôi ha, 100 tới 150 thì con thôi ha, chứ không có cao đâu. Nè. Rồi, thì ở đây là 22 23 là anh em combo nha anh em, ba con. Anh em lưu ý giúp em nha. Thì tại sao những con này em để combo? Tại vì á, cá này ba con này sẽ bự nha anh em, không có nhỏ, nên em yên tâm ba con này chắc phải 3.5 cho tới 3.8 gần 4 xăng luôn á. Thì ở trong đây có hai con multi và một con Nemo Copper là con đang ở trong đó, là con Sita đó. Thì tại sao những con này em để combo? Có nghĩa là mấy con này em bao kè cho anh em trong keo sung khỏe như cái máy luôn nha. Chỉ có một cái là vớt lên để mà quay clip từng con á thì đợi nó kè lâu quá, có nghĩa là có nhầm con anh em, ở trong hũ nó kè ghê lắm, nhưng mà qua cái nước mới nó giật mình, nó không chịu kè trong một thời gian, mình phải chờ lâu. Mà bây giờ em quay hai mấy clip, hai mấy cái số này thôi là một cần 4 tiếng đồng hồ anh em. Nên em ghét em để combo cho anh em luôn, chứ những con này ở trong kè anh em nuôi riêng ra kè dữ lắm nha, sung khỏe bình thường. Để combo 23 này là hai con trống Corgate Copper nha anh em. Thì combo này ba con này là xe bự nha, chắc cỡ gần 4.5 đến 5 xăng luôn á. Nó cá tơ cho anh em chứ không phải cá già nha, còn lên màu nha, còn thiếu màu luôn á. Mà nó cần 4.5 xăng rồi, nó kinh khủng luôn. Thì combo này là 2 chống một máy ha, 350k thì hoàn toàn miễn ship hết. Rồi ha anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi clip ha. Chúc anh em có buổi tối thật là vui vẻ nha. Máy thì nó cũng ôm trứng rồi đó, mình về mình dưỡng em là ép thôi ha. Quá trời mấy con này nó say nó cối lắm. Nói chung là nếu mà hai con này mà quay lẻ ra thì con cũng cỡ tầm 200 rồi anh em. Đó, con coi trên trái là đẹp lắm nha.